nguy hiểm cả, nhưng chỉ duy nhất một tình huống sai số đó về mặt tổ chức thì đã khiến đội nhận bàn thua. Và tình huống đó thì ngoài việc sai số về tổ chức thì cũng có sự mất tập trung của một số cá nhân nữa, và những cái thiếu sót đó đã khiến đội phải trả giá bằng bàn thua. Dĩ nhiên là sau mỗi trận đấu thì tôi luôn luôn có sự rút kinh nghiệm và điều chỉnh với tất cả các cầu thủ để nhằm làm thế nào nếu trận đấu ngày hôm mai mà cầu thủ Pratama Arhan số 12 của Indonesia vào sân thi đấu thì chúng tôi sẽ có sự kiểm soát chặt chẽ hơn và phòng chống tối đa những sai số, không chỉ từ sai số từ những tình huống đánh biên mà trước đó như Asian Cup chẳng hạn, chúng ta đã bị thua từ tình huống phạm lỗi và sẽ đến tình huống penalty. Thì tôi tin là với sự điều chỉnh đó thì các cầu thủ chắc chắn là sẽ sẵn sàng hơn và kiểm soát tốt hơn những tình huống như vậy. Tặng ngay đi lấy lộc sinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto, nhanh lên, số lượng có hạn. English, Korean. I mean Korean to English. He's from Indonesia, Korean Indonesia. So he has to come. Bạn có hai even preparing for 4.5 thôi. Không muốn đại gì. Chúng tôi đã chuẩn bị để có thể có một màn trình diễn tốt vào ngày mai, và có lẽ sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ rằng là có thể đây sẽ là cái cơ hội để chúng tôi có thể giành được chiến thắng ở trên sân nhà của tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là ngày mai thì sẽ là một cái trận đấu khó cho cả hai đội. Tuy nhiên thì vì thế nên là tôi cũng như là đội của mình sẽ thi đấu hết mình để có thể giành được chiến thắng trong ngày mai, và hãy chờ xem kết quả của ngày mai. It's a question from media. Question은 리안 페라리 난도 3명 부르셨잖아요. 왜 부르신 건지, 그리고 이제 현재 자카르타에 남아 있는 선수들 직접적으로 언급하진 않았어요, 이름을. 근데 그 선수들 최근 컨디션이 어떤지 먼저 첫 번째. 네. 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 우리가 체크인 끝나고 지금 동남아시아 전체가 그런 건지 인도네시아가 그런 건지 댕기 아닌 코로나가 아닌 바이러스가 지금 되게 유행을 하고 있고, 우리 선수들 또한 체크인이 끝나고 상당히 안 좋은 상태로 경기하고 지금 현재 모든 선수도 꽤 있고 그래서 커피, 남도, 다리, 미안 이렇게 불러들어 보시면 되겠습니다. 그리고 지금 모두고 남아있는 선수들은 현재까지도 몸 상태가 안 좋아서 거의 병원에 입원해 있는 상태, 이렇게 지금 최악의 상황이라고 보시면 I'm going to answer the first question first. Just even the, right before we start the match, you know, the first match, and then especially after the match, majority of the players, you know, they
sick. I don't know whether it's only from Southeast Asia or Indonesia or Jakarta, but it's not really actually dengue fever or coronavirus, but there is a little kind of, you know, pandemic situation in Jakarta now. So that virus is spread out in all Jakarta, as far as I know. So many players, you know, got, you know, negative effect, you know, from the virus. And especially the players who stay in Jakarta at the moment, they're still not well, so they're in the hospital. So actually, this is the worst situation for our team members, to be honest. 두 번째. 네, 10개월 때 와서 우리가 베트남하고 경기를 치고 갔지만 지금은 이제 우리 선수들이 어느 정도 경험을 많이 ở trận đấu lần này thì đội chúng tôi mang tới 3 cầu thủ mới và một số những cầu thủ còn chấn thương thì hiện tại đang ở tại Jakarta và đang điều trị tại bệnh viện. Và đây là một cái tình huống khá là đáng tiếc đối với cả đội của chúng tôi. Đối với cả câu hỏi thứ hai về trận đấu 2 năm trước tại SEA Games thì chúng tôi đã có một kết quả thua. Tuy nhiên thì ở thời điểm đó các cầu thủ họ còn thiếu kinh nghiệm và còn trẻ. Nhưng mà tình huống bây giờ thì đã khác rồi và tôi nghĩ rằng là trận đấu kịch bản trận đấu sẽ không như vậy nữa và tôi tin vào đội của mình. Tôi tin rằng là chúng tôi sẽ có thể có được một màn trình diễn tốt. Những cái thống kê thì luôn luôn có thể thay đổi. Và dù rằng là 20 năm vừa qua thì chúng tôi có thể là chưa giành được chiến thắng trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là lần này có thể sẽ là một cái cơ hội để chúng tôi có thể phá vỡ cái thống kê đó. Trận đấu ngày mai thì nó là một trận đấu quan trọng nhất trong năm nay của đội chúng tôi và chúng tôi đến đây để thi đấu và chiến thắng. Một số cầu thủ như bạn có nhắc đến thì không có quá nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên thì họ đã thể hiện rất là tốt trong cái thời gian tập và họ đã chơi bóng và họ chơi bóng một cách chuyên nghiệp và tôi nghĩ rằng là đây là cái điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ rằng là mỗi cầu thủ thì đều rất là quan trọng trong một trận đấu và bản thân không khí thì cũng rất quan trọng để có thể cổ vũ và cổ động cho tinh thần của chúng tôi và tất cả chúng tôi đều đang rất là háo hức để có thể thi đấu thật tốt cho trận đấu ngày mai. Đó là một cái câu hỏi khá là thú vị, tuy nhiên thì chúng tôi không thể nói cho đối thủ của mình về cách tấn công của đội mình và vì thế nên là rất xin lỗi là tôi không thể trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ kết thúc phần trao đổi với người Indonesia tại đây và thank you for joining the press conference with Indonesia team now. Question for coach and player. So what is your evaluation for the match tomorrow against Indonesia? Okay, so ciao. This fourth match is a part of the process of the World Cup qualification. Đây là trận đấu thứ tư của chúng tôi tại vòng loại thứ hai này và chúng tôi vẫn giữ nguyên mục tiêu đó là làm thế nào giành được kết quả tốt nhất để hướng tới việc mà giành vé tham dự vòng loại thứ ba. The mission is of course to
qualify the team for the third round of the World Cup. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là làm thế nào để giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba. It remain four matches, three matches. Cùng với trận đấu Indonesia này, sau đó chúng tôi có hai trận đấu nữa, tổng cộng là ba trận đấu. We can say that we have our destiny in our hands. Ở hoàn cảnh hiện tại thì với tình thế của bảng đấu thì chúng tôi vẫn hoàn toàn nắm quyền chủ động và tự quyết. And there is no reason to have a doubt. Và hiện tại thì tất cả chúng tôi thì không ai có sự nghi ngờ nào về mục tiêu cuối cùng mà chúng tôi đã đề ra. Especially because in the last three matches left, we have two matches at home. Bởi lẽ là trong ba trận đấu sắp tới thì có hai trận đấu là chúng tôi được thi đấu ở trên sân nhà. And it's a very big and great advantage. Đương nhiên đây sẽ là một lợi thế rất là lớn. Especially if we have a big backing, if the public come with numbers, it's clear that it will be a great advantage from the first second of the match and the last second of the match. Và vì vậy thì chúng tôi rất là mong nhận được sự ủng hộ của càng đông số lượng khán giả trên sân càng tốt để cổ vũ nhiệt thành cho đội từ những thời điểm đầu tiên của trận đấu tới những giây cuối cùng. And we are aware of that. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. We are aware that we have our destiny. Chúng tôi ý thức được là chúng tôi cần thể hiện được sự chủ động. We realize that we can do it our mission. Tôi tin là tất cả cầu thủ đều ý thức được điều đó và họ đều tin tưởng rằng là chúng tôi có thể làm được mục tiêu chúng tôi đã đề ra. But of course, hope is not enough. We need to put the ingredients inside the match. Nhưng dĩ nhiên là đề ra mục tiêu là một chuyện, nhưng mà các cầu thủ cũng cần quyết tâm và thể hiện được điều đó ở trên sân nữa. The result is not coming from only the hope and dream. Kết quả thì đương nhiên là không chỉ đến từ việc đề ra mục tiêu hay là hy vọng về nó. The result is coming from what we have to do. Kết quả sẽ đến từ những gì mà các cầu thủ có thể làm được ở trên sân. In terms of strategy, in terms of aggressiveness, in terms of intensity, in terms of determination, in terms of intelligence, because we need to take the right decision at the right time to be efficient. Các cầu thủ đương nhiên ngoài việc mà họ cần kỷ luật và tuân thủ đấu pháp chiến thuật, đồng thời là mạnh mẽ trong tất cả các tình huống mà chúng ta cần tranh chấp đối kháng ở trên sân, thì họ cũng cần khôn ngoan tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác và phù hợp nhất. Bởi lẽ chúng ta đều hiểu được rằng cái sự khác biệt nó sẽ đến từ tính chính xác trong những quyết định cuối cùng. And this is what we tried to do for the last year. This is what we did for the last 3 days. And I feel a great ambiance inside the group, and the players are ready to make this challenge successful. Đó là những gì mà chúng tôi đã luôn luôn hướng tới kể từ những đợt tập trung đầu tiên, và tôi cũng luôn luôn thúc đẩy các cầu thủ đề cao hơn nữa tính chính xác của bản thân mình. Và tôi tin rằng tất cả các cầu thủ ở thời điểm hiện tại, bầu không khí trong đội vẫn đang rất nỗ lực và tự tin nhất để hướng tới trận đấu sắp tới. For me, it's okay. Ngày mai bạn đấu cũng biết mục tiêu của mình phải làm gì trước một đối thủ cái trận trực tiếp với mình ở vòng loại 2. Bạn đấu cũng đang chuẩn bị cho những điều cần thiết nhất để có thể có được mục tiêu cuối cùng cho ngày mai, đó là một chiến thắng để có một cái lợi thế nhỏ nhỏ trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình ở bảng đấu này. Và hy vọng là ngày mai thì tất cả mọi người, không chỉ ở các cầu thủ đang chơi mà tất cả các mong là người hâm mộ sẽ luôn luôn đồng hành cùng đội tuyển và sẽ đến sân cổ vũ cho đội tuyển và để có thể có được một cái mục tiêu đề ra. Và hy vọng là ngày mai mọi người sẽ đấu tốt và có được bàn. So of course tomorrow is an important match against a direct opponent for the qualification to the third round of World Cup. So I think that at the moment the whole team is doing the best preparation that we can in order to achieve our eventual target, which is
a win to gain our advantage against a direct opponent in the group. So I hope that tomorrow, with our determination from the staff and the players, we will receive the best support from the fans and the local supporters, and hopefully that we will achieve our eventual ambition. This man is not the man as we use the photo that you saw here. No? So question for the coach, what is your planned approach for the match tomorrow, as perhaps Indonesia will select will offer a defensive approach, especially when they already achieve a 3 points advantage in the first match, and maybe they will be very aggressive in tomorrow's match? Yes, of course we have to speculate about any strategy from Indonesia, and we understand that they could have different options to play this match, maybe to wait for us and to see what we are able to do, and maybe to surprise and to trap us in terms of a counter-attack. Or they could also have a strategy to be very aggressive in the beginning of the match and to disturb our confidence, and many strategies in football, and we have to be ready to face any challenge, and we are ready, and I've already prepared the team to face different options during the match, because the match is not a direct line. We have a high moment, low moment, we can score a goal, we can get a goal. And the match is finished only when the referee stops the match. But until the moment the referee stops the match, I want to feel from my players all the will, because whatever the result, the target is to have no regret and to do our best. Chúng tôi đã có một số những cái phân tích và phỏng đoán về cách tiếp cận của đội tuyển Indonesia. Có thể là về phương án thứ nhất thì họ sẽ phòng ngự, chủ động phòng ngự và chờ đợi các cơ hội để phản công, hoặc cũng có thể họ sẽ đẩy cao để gây bất ngờ ngay từ những thời điểm ở đầu trận. Nhưng bất luận hoàn cảnh nào xảy ra đi nữa thì chúng tôi đã chuẩn bị những kế hoạch nhân sự khác nhau nhằm đối phó với cách tiếp cận từ phía đối phương. Và bất luận là nhân sự nào sử dụng trên sân đi nữa thì tôi luôn luôn yêu cầu các cầu thủ họ duy trì tinh thần và ý chí nỗ lực tới những phút cuối cùng, bởi lẽ chúng ta không được phép bỏ cuộc cho đến những phút cuối cùng của trận đấu. Xin phép được hỏi với đội trưởng, từ SEA Games 22, từ SEA Games năm ngoái cho tới nay, thì tôi thấy là các đội tuyển của ông là thường xuyên khi mà đá với Indonesia là không có cái cách phòng ngự nào với những tình huống ném biên với một khoảng cách xa họ như vậy. Và điều này nó đi lặp lại trong các trận đấu. Đến thời điểm hiện tại, tôi thấy khoảng 3 lần từ SEA Games năm ngoái là chúng ta đều phải chịu quả thua. Vậy thì liệu chúng tôi có được thấy ông bố trí một cách phòng ngự nào đấy ở trong trận đấu vào ngày mai hay không, với những tình huống đặc thù của Indonesia như vậy? So Vietnam national teams in both categories have been playing against Indonesia 3 times since SEA Games until now, and we have conceded a number of goals from the throw-in of Indonesia. So obviously we face some difficulties in controlling those kind of situations. So do you have any plan to prepare the defensive structure better to be against those kind of situation tomorrow? Very interesting question, and difficult to respond, because when the men take the ball, everybody is excited. And I want to say why. Because the story says, because we score maybe more than 30 goals like that. And when I ask to the Japanese team, when I ask to many teams, say, why you didn't avoid that? He say, we try, we make, but we don't know
is so difficult. So that's why it's clear that we were not surprised about the throwing, right? We were not surprised, but when I see the photo of the goal, it's clear that we were not in a good position. And unfortunately, that's pity because in Qatar we had 10 throwing and we were a good organization. In Indonesia we had also 6 throwing, we were in a good position, but one, unfortunately, we miss some concentration and we pay the price. So in football we have to correct the mistake, and it's clear that tomorrow we will solve this problem, especially because we lost the first match against Indonesia with a penalty. The match in Indonesia we lost with a throwing. That's pity, but this is football and we have to accept, and sometimes we have to pay the price to be better. And I hope that tomorrow, if the number 12 play, I hope that we will solve this problem, and we are ready to solve this problem because we already talked with the players how to manage this this strategy. Đương nhiên là để nói về những tình huống ném biên của Indonesia thì chúng tôi chắc chắn là đã có sự chuẩn bị nhằm đối phó với các tình huống này. Thậm chí là trước khi bước vào trận đấu vừa rồi thì tôi cũng đã trao đổi với một số thành viên ban giám khảo của Nhật Bản. Tại vì trước đó thì Nhật Bản Asian Cup thì họ cũng để thua một tình huống đến từ pha ném biên của tuyển Indonesia. Ngoài với tập luyện thì tôi cũng nhấn mạnh các cầu thủ của toàn đội đó là các tình huống này họ đừng dao động, họ đừng có đặt nặng tâm lý trong các tình huống này gì cả. Bởi lẽ chúng tôi cũng đã có những sự chuẩn bị. Và sau trận đấu thì để nhìn nhận lại tình huống đó, tình huống để thua đó thì có lẽ là duy nhất một tình huống đó thôi. Toàn đội đã không có được tổ chức phòng ngự tốt. Bởi lẽ trước đó tại Asian Cup chúng tôi đã gặp Indonesia, chúng tôi cũng có sự tập luyện chuẩn bị chống tình huống ném biên này. Trận đấu đó thậm chí là ở Asian Cup chúng tôi còn nhận nhiều tình huống ném biên hơn, phải đến hơn 10 tình huống, nhưng chúng tôi không để thua tình huống nào. Và trận đấu ở Jakarta vừa rồi thì các tình huống ném biên khác của họ thì cũng không có gì nguy hiểm cả, nhưng chỉ duy nhất một tình huống sai số đó về mặt tổ chức thì đã khiến đội Nhật bàn thua. Và tình huống đó thì ngoài việc sai số về tổ chức thì cũng có sự mất tập trung của một số cá nhân nữa, và những cái thiếu sót đó đã khiến đội phải trả giá bằng bàn thua. Dĩ nhiên là sau mỗi trận đấu thì tôi luôn luôn có sự rút kinh nghiệm và điều chỉnh với tất cả các cầu thủ để nhằm làm thế nào nếu trận đấu ngày hôm mai mà cầu thủ Pratama Akhan số 12 của Indonesia vào sân thi đấu thì chúng tôi sẽ có sự kiểm soát chặt chẽ hơn và phòng chống tối đa những sai số, không chỉ từ sai số từ những tình huống ném biên mà trước đó như Asian Cup chẳng hạn, chúng ta đã bị thua từ tình huống phạm lỗi và dẫn đến tình huống penalty. Thì tôi tin là với sự điều chỉnh đó thì các cầu thủ chắc chắn là sẽ sẵn sàng hơn và kiểm soát tốt hơn những tình huống như vậy. In the press conference of the match in Jakarta, so you said about a number of positivities that you can observe during the match. So could you specify in details those kind of positivity to prepare for tomorrow's match? Yes, I have a great chance to have a large group with different unique players able to be assembled regarding my strategy. And the fact that the FIFA rules now is to have a possibility to have 5 substitutes, it's clear that the strategy in terms of plan A, plan B could be important and will be important for me in terms of management. That's why when I said that I got a lot of information about the players, it's clear that it means that all the players make entrance, plan B, last match, gave me some positive information. That's why now I consider that I can make my team between 15-16 players. I have to make the best choice between 15-16 players deserve to start the match. But also I have to consider also 3-4 players able to finish the match, because we know that we have to make a great intensity during 95 or 100 minutes,
And it's clear that we have to be ready to fight, to press, and to provide a lot of opportunity for Stoingdo. We need to be ready, and that's why I have the possibility now to choose between a large group. Trong tay tôi hiện tại thì tôi đang có một số lượng cầu thủ lớn và đồng thời họ cũng có sự đa dạng về bộ kỹ năng cá nhân nữa. Trong bóng đá ở thời điểm hiện tại thì với sự gia tăng về số quyền thay đổi người cho phép tôi có thêm những sự lựa chọn về thay đổi và điều chỉnh về mặt đấu pháp. Ở thời điểm hiện tại thì tôi tin là tất cả các cầu thủ khi cần được vào sân thì họ đều có sự sẵn sàng, và đặc biệt là một số cầu thủ dự bị ở trong trận đấu ở Jakarta thì họ đã thể hiện tốt, và tôi tin rằng trong tay tôi hiện tại đang có khoảng 15 đến 16 cầu thủ sẵn sàng để tranh chấp những vị trí đá chính trong đội ngày mai. Ngoài ra thì đương nhiên là tôi cũng đang tính toán tới 3 đến 4 cầu thủ khác có thể coi như là những cầu thủ dự bị chiến lược để nhằm thay đổi hoặc là củng cố thế trận nếu mà khi được cần tới, bởi lẽ trận đấu thì kéo dài tới 90 phút và đương nhiên là với những trận đấu căng thẳng như thế này, đương nhiên là các cầu thủ sẽ cần duy trì một cường độ cao xuyên suốt trận đấu, và để đảm bảo về mặt thể lực cũng như là các hành động về pressing, về tranh chấp thì đương nhiên là chúng tôi sẽ cần đến những sự điều chỉnh thay thế, và tôi tin là tất cả cầu thủ thì đều sẽ có thể là sẵn sàng đạt được những yêu cầu của tôi đặt. Just see their face, their eyes, and the body language to understand that they are in a way to prove that we are able to be more efficient, more concentrated. And this is the response. Of course, I try to help them to give them a maximum information. Defensively, offensively, because the role of the coach is to be the guide, to respect individual character, to respect the personality of each one, but to try to put them together, to have a big synergy, to see the same ball at the right time, to defend together, to attack together, and to try together to find the best way. And this is what we did every day, and I have the response every day of my players. Just maybe if I have an advice to them, I say, now you have a good student, you understand the coach, you understand the mechanic of the team, maybe you have also your part of responsibility to break your border and to also to impose your feeling, because the decision is not coming from me, the decision is coming from the player on the pitch. The efficiency is coming not coming from me, it's coming from the foot of the players, and this is what the player must be aware
to say, okay, we have also our part of responsibility, and this is what we expect tomorrow. Bản thân tôi trong những ngày vừa qua, tôi có luôn quan sát biểu cảm, thái độ cũng như là cách sinh hoạt của các cầu thủ. Thì bản thân tôi không quá lo lắng về tinh thần của cá nhân các cầu thủ cũng như toàn đội. Bởi lẽ tôi cảm nhận được là họ vẫn đang tràn đầy sự khát khao để sẵn sàng vào sân để cống hiến. Dĩ nhiên là trên sân tập thì tôi luôn luôn thúc đẩy họ về mặt cá nhân làm thế nào để tập trung hơn, chỉnh chu hơn, chăm chút hơn về những hành động cá nhân của bản thân mình. Và bản thân tôi thì với vai trò là một huấn luyện viên thì dĩ nhiên trách nhiệm của tôi đó là làm thế nào để định hướng và đưa ra được những đấu pháp về mặt tập thể, về mặt lối chơi để toàn đội vào sân và có một cái định hướng nói chung. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng sau một quá trình làm việc khá là dài rồi thì bây giờ các cầu thủ đã rất là hiểu những yêu cầu mà tôi mong muốn và tôi đưa ra cho họ. Và vì vậy mà bây giờ thì tôi nói với họ đó là bản thân các anh thì các anh cũng phải có trách nhiệm, dám nhận trách nhiệm về bản thân mình. Ở trên sân thì bản thân tôi không đá thay được cho các anh. Và bản thân họ là các cầu thủ ở trên sân thì họ cần phải ý thức được là lối chơi có thành công được hay không thì nó đến từ hiệu quả, từ các hành động cá nhân của họ. Và bây giờ là thời điểm họ cần nhìn nhận rằng tuân thủ đấu pháp, ngoài việc tuân thủ đấu pháp mà huấn luyện viên đề ra thì để hiện thực hóa nó thì các cầu thủ cũng cần nhìn nhận và thực hiện làm thế nào để tập trung nhất, chính xác nhất những ý đồ chơi đó. Chúng ta sẽ kết thúc phần tặng ngay đi lấy lộc xinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto, nhanh lên số lượng có hạn.